Hello các bạn. Chiếc xe kia trắng nó đi rồi, nó có chủ mới rồi. Bây giờ mình sử dụng chiếc xe đen đây là phương tiện đi làm hàng ngày. Cho nên lần trước giờ để ở nhà, mẹ sẽ chạy rồi cũng lười rửa. Giờ mình chạy bóng. Xe đuôi cục, xe hatchback ấy. Xe của mình là sedan cho từ hai cái đuôi nó dài ra. Dòng sedan nó chạy ngon hơn, xe hatchback chạy không có ngon bằng. Được cái hatchback nó rộng ở khúc sau nè, dỡ đít lên chở đồ được nhiều. Hồi xưa kia mới về đó, đi chiếc xe này nè, chở mấy cái ghế salon mà cái ghế các bạn xem mấy cái video trước mình có nói mấy cái ghế salon mà salon dài luôn đó. Màu đỏ đỏ chở một chiếc xe này đó nếu mà cây gỗ dài thẳng nó chở tới cây 2,5 mét từ chỗ này xéo chiếc xe chở được dài 2,5 mét. Sắp tới mình thay mấy cái mâm nhựa này nữa nè. Hồi đó chiếc xe trắng nó hư hoài, ghế không thèm sửa, không thèm rửa luôn. Đi vô. Em bôi ra phá này. Không, bữa nay ba rửa mình thôi. Hôm bữa hai chiếc là con phụ. Bữa nay một chiếc thôi, rửa mình nữa đi. Con cho xe đi. No. Đi vô. Vô đi. Đẹp bông. Cái gì đó? Cái gì? Sổ mũi, sổ giải. Cái gì đó? Bubble. Bubble. Rồi, ông cho thật tay vô đi. Ổn trình, vô. Đưa đôi tay. Không được. Đưa tay ra đây. Rồi đi vô. Đi vô. Mình bè rửa cho xong thì ông cái này. Bước qua. Đây đây. Anh đi anh Diệu ơi. Âm này. Chắc luôn. Lầy quầy quá. Âm này anh Diệu. Anh Diệu. Anh Diêu lì bà đánh tiếp đít đấy. Vô lạnh rút lạnh rồi vô đi nửa chiếc này giờ rồi nửa chiếc đây nữa thôi ở trên luôn không được. Rửa xe nó mát tay á. Rửa chiếc nào bán chiếc đó. Ôi con tí kìa. No. Ôi trời. Ly vô mà. Đi vô, đứng dậy đi vô. Thôi đi vô nhà hết đi. Đi vô nhà hết chút. Nhanh
vô bưng cái xi rác vô. Bữa nay ba không có nhờ. Con rửa con bước ngoài nước máy hết à. Thì cái chiếc xe của mình á, xe của bà xã mình đây nè, nó đời 2007, bà xã mình mua mới luôn, lúc đó là mua nhiêu đó, 21.000 là nhiêu đó, đời 2007, nhưng mà tới bây giờ là hơn 10 năm rồi, 12 năm rồi ha, nhưng mà thực sự cây số nó chạy rất là ít, tại vì hồi đó làm neo ở trên Queensland bà xã không có chạy nhiều, tới lúc mình qua ha, 2014, mà chạy mới có 40 mấy ngàn cây à. Thì từ cái lúc mà trên đó xuống với mèo bành này, giờ đem chiếc xe này xuống, mình quyết định là mình không có cho bán cái chiếc xe này, gửi từ trên đó xuống, rồi mình chạy cả nhà chạy tới giờ là mới có thêm 5 năm nữa, rồi mình chạy mới có 70 mấy ngàn cây, 74 ngàn cây các bạn, rất là cây số rất là thấp. Thì nếu mà cỡ mười mấy năm mà ở dưới tiểu bang Victoria này ha, những người ở dưới này đó họ chạy một năm ít nhất cũng phải khoảng 20.000 cây. Và bản thân của mình cũng vậy, mình đi làm chiếc xe của mình là một năm 20.000 cây số. Hồi đó mình mua 98.000 cây số chiếc xe trắng của mình. Thì sau đó mình mới chạy miết tới giờ là mình bán là mình chạy nó chạy lên khoảng bao nhiêu ta? Hình như 173.000 cây, mình nhớ 173.000. 173.000 cây là 5 năm 10.000. Đó là mình chạy nhiêu đó đó, 7, 8, 9 ngàn, vậy chứ chưa tới 10 ngàn. Mình chạy cũng ít, chỉ cứ đi làm về thôi. Một chiếc xe đây hồi trên đó giống như đắp mền vậy đó. Đi làm chung thì nhiều khi chủ neo họ chở đi làm chung rồi bỏ xe ở nhà như cả tuần vậy, đi về ngày nghỉ rồi đi xách xe đi chơi chút xíu mấy chục cây số. Bây giờ đó, mười mấy năm mà mới 70 mấy ngàn cây đó. Honda Jazz đời 2007. Rồi còn hai cái bánh nữa. Chiếc xe này nó màu đen á, ít chạy để ở nhà nè, bà xã mình nó ít chạy á. Ở bên này cái mấy ngày mà gió bụi nó bay vô cái đất đóng ố phèn phèn nhìn nó kỳ xấu mà nó dơ khó chịu á.
ra màu màu đen này nhìn thấy nó dơ hơn là màu trắng luôn á. Mình nói là màu trắng nó dở dơ hơn thì đi xin đi đồ thôi, nhưng mà màu trắng á như chiếc xe của mình á, ít thấy dơ, dơ là không mà bụi nó bám rồi mấy cái mâm mà xe thôi à. Còn quạt nước lạnh quá vậy. Còn màu đen á, màu đen nhìn nó khoen ố ố nhìn nó kỳ lắm. Được, tại vì nó màu đen á, bụi nó màu trắng nhìn nó xấu. Rồi mình vô trong đó mình còn hút bụi trong chiếc xe nữa. À, hôm nay mình làm clip này vui chia sẻ với mọi người cuộc sống của mình hàng ngày, mua xe, bán xe, rửa xe, đi chơi, ăn uống, ở đây làm việc. Đó là cuộc sống. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những video khác ha. Bye. Nhớ subscribe, đăng ký kênh của mình ha.